Tây Ninh, mâu thuẫn trong việc chạy xe chiếu đèn vào mặt, thiếu nữ sinh năm 2009 dùng dao đâm cô gái thùng phổi. Người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái, kế bên là người phụ nữ bị tai biến. Bắt giam kẻ vờ hỏi đường rồi táo tợn giật dây chuyền vàng ở Vũng Tàu. Công an Gia Lai thông tin vụ cán bộ cảnh sát giao thông tông tử vong người phụ nữ. Du khách Tây hào hứng với cuộc thi treo sắt tại huyện đảo Phú Quý. Kỳ Anh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc xô xát chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mới đây, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai của Trần Ái V, sinh năm 2009, ngụ tại huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc dùng hung khí tấn công người khác gây thương tích. Theo đó, về đi bộ mua nước thì gặp chị TH lái xe máy ngang qua, đèn xe chiếu vào mặt nên về nói đèn xe sáng quá, giữa hai bên mâu thuẫn và dẫn đến ẩu đà. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, về đi bộ mua nước uống tại khu vực ấp Tân Khai, xã Tân Lập, thì chị Nguyễn Xuân TH sinh năm 2005, ngụ xã Tân Lập, lái xe máy ngang qua, đèn xe chiếu vào mặt về. Lúc này V nói, đèn xe sáng quá thì giữa hai bên mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã. Một lúc sau, cả hai đi về nhà và gọi điện gây gổ trên điện thoại, rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Cả hai gặp nhau rồi tiếp tục mâu thuẫn lao vào ẩu đà. Trong quá trình sâu sát, V dùng dao thủ sẵn trong người, tấn công nhiều nhát vào người của chị TH khiến nạn nhân bị thương. Phát hiện sự việc, người dân đã đưa TH đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thùng phổi trái và nhiều vết thương khác. Nhận tin báo, công an huyện Tân Biên đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời đưa về về trụ sở công an làm việc. Ngày 3 tháng 5, công an huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở trong căn nhà khóa trái ở hẻm đường DT mùng 1 tháng 4, xã Đồng Thạnh, Hàng xóm và người thân phá cửa căn nhà khóa trái, phát hiện người đàn ông đã tử vong, gần đó là người phụ nữ sống cùng nhưng mắc bệnh tai biến nên không thể kêu ai. Thông tin ban đầu, người tử vong được xác định là ông VNS, 67 tuổi, ngủ tại căn nhà. Ông S sống cùng một người phụ nữ hơn 70 tuổi. Theo những người hàng xóm, sáng cùng ngày, con gái của người phụ nữ mang đồ lên để tìm và gọi cửa thì không thấy mẹ cũng như ông S trả lời. Khi người này kiểm tra thì phát hiện mùi tử khí và bên trong có điều bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã nhờ hàng xóm phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông S đã tử vong ở cửa ra vào, gần đó là người phụ nữ sống cùng. Người nhà đã gọi xe cấp cứu đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe yếu. Một người phụ nữ sống gần đó cho biết, ông S mua nhà ở đây đã hơn 10 năm và sống cùng một người phụ nữ. Ông S trước đó sức khỏe bình thường, còn người phụ nữ mới đây đã bị tai biến, đi lại nói năng điều khó khăn một hàng xóm cho biết ông S ở cùng người phụ nữ theo kiểu tuổi già chăm nhau cho đỡ buồn chứ không có cưới hỏi hay đăng ký kết hôn. Trước đó ông S làm nghề chạy xe ôm, gần đây được cho là có bệnh nền. Ông S có thể đã tử vong trước đó một hai ngày nhưng người phụ nữ tai biến nên không thể kêu ai. Công an xã Đông Thành phối hợp với công an huyện Hóc Môn sau đó phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày công tác khám nghiệm kết thúc người đàn ông được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Tâm Tiến, sinh năm 1989, chú phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Sau khi giả vờ hỏi đường, lợi dụng lúc người phụ nữ không chú ý, đối tượng Tiến đã ra tay giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân. Theo hồ sơ điều tra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, đối tượng Tiến điều khiển xe máy đã che biển số cuối đi trên đường V3, thấy bà LTB sinh năm 1963 điều khiển xe máy chở bà LTN sinh năm 1966, trên cổ bà B có đeo sợi dây chuyền vàng nên Tiến nảy sinh ý định cướp giật. Quá trình theo dõi khi thấy bà B đang dừng lại trước cửa nhà trên đường V3, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, Tiến đã điều khiển xe chậm lại, dừng xe bên cạnh xe bà B ra vào hỏi đường. Lợi dụng lúc bà B sơ hở, Tiến đã giật sợi dây chuyền đeo trên cô bà B rồi điều khiển xe máy tẩu thoát. Nghe bà B chi hô, bà N chạy lại cùng bà B, giữ tay Tiến làm xe máy của Tiến ngã ra đường. Ngay lúc này Tiến nhanh tay vứt lại sợi dây chuyền xuống đường rồi dựng xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, qua điều tra xác minh và trích xuất camera, công an thành phố Vũng Tàu xác định Nguyễn Tâm Tiến là đối tượng gây án nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc ông Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện chư Prong, tỉnh Gia Lai, tông xe khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, khoảng 19 giờ tối ngày 2 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Phong điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 81A 323-83, lưu thông trên tỉnh lộ 663 hướng từ thị trấn Chư Prông đi xã Ia Bòng. Khi đi đến km 18 400 thuộc địa phần thôn Hợp Thắng, xã Ia Giờ Răng, huyện Chư Prông, thì Tông và bà Vũ Thị Hát, 49 tuổi, trú tại thôn Hợp Thắng, xã Ia Giờ Răng, đang đi bộ cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định. Một người chứng kiến vụ việc cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc. Khi người nhà đưa xác bà Vũ Thị Hát từ bệnh viện trở về thì càng thu hút nhiều người hơn. Lúc này người nhà của nạn nhân yêu cầu phải tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế gây tai nạn. Tuy nhiên vụ việc xảy ra vào lúc 19 giờ tối mùng 2 tháng 5, nhưng phải đến 1 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 5, cơ quan chức năng mới đo được nồng độ cồn của tài xế Nguyễn Hồng Phong. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật, mời quý vị cùng theo dõi. Trong chiều ngày 3 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông rạch chiếc, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xe đầu kéo cán tử vong nhân viên trạm thu phí. Theo đó vào trưa cùng ngày, anh NXK 43 tuổi, quê Hà Tĩnh, là nhân viên của trạm thu phí xa lộ Hà Nội, đang đi bộ từ cabin thu phí bên này sang cabin thu phí bên kia. Đúng lúc này, xe đầu kéo 60C47 do tài xế 32 tuổi quê Thanh Hóa điều khiển theo hướng từ suối tiền đi cầu Sài Gòn, lưu thông tới và tông trúng anh ca. Vụ việc làm anh ca ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua dẫn đến tử vong tại chỗ. Ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Duy Tâm, 39 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tâm chính là người đã vào trường tiểu học Phương Bình 2, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, chém, gây thương tích cho một giáo viên giảng dạy trong trường, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Theo nội dung vụ việc, Tâm nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với ông NTV, giáo viên trường tiểu học Phương Bình 2. Vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 12 tháng 4, Tâm vào trường tiểu học Phương Bình 2, mang theo ba lô nói trên, lên phòng làm việc của ông về và hỏi người này về mối quan hệ với vợ của mình. Thế vậy, ông V định ra khỏi phòng thì bị Tâm dùng bình xịt hơi cay vào mặt, dùng vỏ chai mang theo đánh vào đầu. Ông V vùng chạy ra sân trường và bị ngã. Cùng lúc này, Tâm đuổi đến lấy dao mang theo tấn công liên tiếp vào người ông V gây thương tích. Ngày 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phú, sinh năm 1996, chú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Thông tin ban đầu, vào tối ngày 29 tháng 4, tổ công tác tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trật tự công huyện Đại Lộc tiến hành kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự giao thông tại km 08.800 đường DT609B thuộc thôn Phú Mỹ, xã Đại An. Tại đây, tổ công tác phát hiện Phú điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe vừa nẹt ga đi theo hướng thị trấn Ái Nghĩa, huyện duy xuyên, nên đã dừng phương tiện kiểm tra tổ công tác yêu cầu phú thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nhưng phú không chấp hành đồng thời có lời nói khiêu khích tổ công tác mặc dù tổ công tác kiên trì thuyết phục giải thích để phú hiểu và chấp hành việc kiểm tra nhưng phú vẫn không chấp hành mà tiếp tục có lời lăng mạ xúc phạm đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ đồng thời có hành động hai lần nắm cổ áo của một thành viên tổ công tác Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn đã có đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa chén mang nhãn hiệu của Thái Lan. Đường dây này do Trần Văn Sơn, sinh năm 1999, chú xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu của người tiêu dùng thích sử dụng hàng Thái Lan, Sơn rủ một số đối tượng thuê nhà xưởng thành lập công ty để sản xuất nước giặt, nước rửa chén giả mang nhãn hiệu Thái Lan để tung ra thị trường tiêu thụ. Qua khám xét, cảnh sát thu giữ tại xưởng sản xuất và các đại lý tiêu thụ của Trần Văn Sơn trên 10.000 can chai nước giặt, nước rửa chén giả các loại, hơn 1 tấn tem, nhãn, vỏ, hơn 10 bộ máy đóng gói, gần 1 tấn hóa chất để sản xuất hàng giả. Tại cơ quan công an, 10 đối tượng tham gia đường dây đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngày 3 tháng 5, tại bãi tắm Sandy High, Hòn Đen, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra lễ hội treo sắp, sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội nhằm tạo sân chơi, thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu thể thao trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá các danh lam thắng cảnh, vùng đất, văn hóa và con người quê hương, huyện đảo Phú Quý nói riêng với người dân trong ngoài nước. Đây là lần đầu tiên bộ môn thể thao này được tổ chức tại đảo Phú Quý, với chủ đề quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương. Lễ hội thu hút sự tham gia của gần 150 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên trong nước và quốc tế. Môn thể thao trèo súp mới phát triển gần đây ở Phú Quý nhưng đã thu hút rất nhiều người tham gia, nhất là các bạn trẻ do dễ chơi. Ông Ngô Tấn Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý cho biết, huyện Phú Quý đang phối hợp với các đơn vị xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để thu hút du khách. Thông qua lễ hội trèo súp lần này, huyện Phú Quý sẽ từng bước xây dựng để trở thành sự kiện truyền thống và thường niên hàng năm của huyện. Sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia, tạo môi trường du lịch xanh bền vững trong tương lai cho khu du lịch Phú Quý. Cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý theo hướng đông nam, huyện đảo Phú Quý là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Trong năm ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, đảo Phú Quý đón hơn 7.600 lượt du khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, Bình Thuận đón 220.000 lượt khách tham quan, lưu trú tăng khoảng 25% so với năm 2023. Công suất phòng bình quân khoảng 75 đến 95%, doanh thu ước khoảng 420 tỷ đồng. Sáng ngày mùng 3 tháng 5, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023, 2025, tổ chức sơ duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nội dung trọng tâm là lễ diễu bình, diễu hành có sự tham gia của hơn 12.000 người. Sáng ngày 3 tháng 5, tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025, tổ chức sơ duyệt diễu binh diễu hành, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ sơ duyệt nhằm nâng cao công tác chỉ huy, hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng thực hiện lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày lễ chính thức. Chương trình sơ duyệt diễn ra với 7 nội dung chính, gồm lễ chào cờ, biểu diễn chống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân trường khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Phần sơ duyệt lễ kỷ niệm bắt đầu với màn xếp hình nghệ thuật với chủ đề Bản hùng ca điện biên do các nghệ sĩ, chiến sĩ, đoàn nghi lễ quân đội biểu diễn. Tiếp đó là màn chống hội với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân cùng 400 chiếc chống đủ kích cỡ đội cờ đội múa rồng. Lễ meeting chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca và khi tại sân vận động tỉnh diễn ra lễ chào cờ cũng là lúc các máy bay mang cờ đảng cờ tổ quốc bay qua lễ đài. Ngay sau lễ meeting là chương trình sơ duyệt diễu bình, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Các khối diễu binh diễu hành gồm lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên sung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Sau khi các khối diễu binh, diễu hành qua lễ đài, tiếp tục qua tuyến đường Hoàng Văn Thái đến ngã tư A1 sẽ chia thành 3 hướng. Hướng 1 gồm 8 khối lực lượng vũ trang và các khối của tỉnh Điện Biên đi theo đường Võ Nguyên Giáp về đường 7 tháng 5. Khối 2 gồm 7 khối các lực lượng quân đội đi qua cầu A1, đường Nguyễn Hữu Thọ và tập kết tại phường Thanh Bình và hướng 3 gồm 8 khối lực lượng công an rẽ trái qua phường Nam Thành và tập kết tại khu đô thị Bom La. Vừa qua, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đến Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc liên quan đến việc khởi kiện Nam Em hay còn gọi là Hoa Khôi Nguyễn Lệ Nam Em. Những chia sẻ của Ngân 98 về diễn biến khởi kiện Nam Em nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong livestream mới đây, Ngân 98 cho biết phía cô đang suy nghĩ tạm dừng việc khởi kiện Nam Em bởi sau buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, nam em hạn chế có những phát ngôn không kiểm soát động chạm đến cô. Nhân 98 cho biết, mình không cần phải xử lý một ai cả vì có mọi người xử lý giúp mình rồi. Mình tin mọi người đều là người tốt, chín chắn và sáng suốt. Nhiều khi mọi người thấy chuyện đó đi quá xa nên sẽ lên tiếng dùng ngân. Sau đợt lên sở, mình thấy có nhiều tiến triển. Người ta im rồi, không còn nói gì mình nữa. Bây giờ mình muốn kiện người ta nữa vẫn được, nhưng mà hiện tại mình đang suy nghĩ. Mình đang tạm dừng, nếu người ta sợ thì sẽ lên nói nữa, nhưng thấy người ta im, có lẽ đã thấy cái sai rồi. Vì thế mình đang tạm dừng việc kiện lại. Trước đó, nam em Ngân 98 liên tục có những màn đấu tố cực căng. Nam em từng chia sẻ, gửi em Ngân 98, em nói chế là chế lấy em ra câu view, nhưng mà chế thấy là từ khi mà chế live, chế hot, cái cưng bắt đầu mấy cưng cũng mở phiên live, xong cưng nói chế là người bên ekip của chế, nhắn tin cho cưng nói chị lấy em ra để mà làm trò câu live câu view. Vậy thành tựu của em là cái gì mà chị phải lấy em ra câu like, câu view vậy bé? Chị thấy thành tựu của em là mặc những cái bộ đồ hớ hênh, những cái bộ đồ hở hang. Từ lúc em nổi lên tới giờ là em chỉ nổi tiếng là gì? Là người thích khoe mấy cặp bưởi, xong đánh DJ rồi đứng lắc khoe. Thành tựu của em quá tự hào để chị phải lấy em ra chị câu like, câu view hả bé? Phía Ngân 98 và Lương Bằng Quang xác nhận và cho rằng thời gian qua năm em liên tục có những phiên livestream chửi bới xúc phạm Ngân 98. Hiện tại, phía Ngân 98 tạm dừng việc kiện nam em. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.